cả những cái chi tiết hàng tồn kho là có những cái mặt hàng gì, rồi công nợ là còn phải trả cho ai, phải thu của ai, là phải đưa qua hết. Bây giờ là em làm cái công ty nào, ví dụ như là giờ em làm công ty mầm non 2005-2009 á. À, bây giờ như thế này nha, em á là bấm chọn cái vô My Computer ấy, vô This PC ấy. Còn không thì chọn lại, đúng rồi, vô kế toán thuế cho nhiều công ty ấy, chấp chưa? Vô folder đấy. Rồi bây giờ em làm công ty nào? Thấy không? Của cái công ty em có tài liệu của cái công ty Thermo Aber chưa? Mermit. Cái mít trên cái mặt của em đã có cái mít, còn góc phía dưới bên trái của cái màn hình zoom này đã có cái nút multi á, làm kích rồi đấy. Góc phía dưới bên trái đã có nút multi. Em nói tôi không nghe gì hết. Dạ tôi tắt rồi á. Rồi đấy, ui rồi, hay quá. Rồi, do gà của em này cái to quá, tôi nghe không có được gì hết cho nên tôi tắt một chút. Rồi. Bây giờ là em có cái tập tài liệu chưa? Có rồi thầy. Rồi có file chưa? Cái file hồi bữa thầy gửi qua cho em bên Zalo, nhưng mà Zalo của em hồi bữa nó bị sự cố cho nên giờ em mới tải lại rồi nó mất rồi thầy. À, bây giờ tạo cái file folder cái tên công ty TMAB. Tạo folder trên đây này, trên. Thôi bây giờ là ý hướng dẫn cái cách rồi chút xíu em biết tạo không? Em biết tạo con file cơ sở dữ liệu không? Tạo lại IC. À, tạo một file mới trắng á để mình làm cho cái công ty TMAB ấy. Dạ thì chút nữa mà mình vô lại sẽ vậy từ đầu như cái đường link hồi nãy thấy chỉ à? À không phải rồi. Rồi bây giờ vậy. À, em quay lại ấy. Quay lại là cái chỗ My Computer ấy, vô cái folder nào đó. Tôi coi em có cái folder cái dữ liệu mà trắng không? Chỗ yên à, chỗ yên à. Cái này cơ sở dữ liệu phần mềm trắng nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Dạ. Thấy chưa? Kích đôi vô. Rồi, kích phải vô đây. Kích phải. Không, kích phải vô cái tên luôn. Rồi, copy. Rồi, quay lại cái chỗ mà dữ liệu nhiều công ty ấy. Đấy, đúng rồi. Rồi, kích phải. Dạ. Rồi, để tôi sẽ gửi lại cho em cái video này. Rồi, bây giờ đổi tên đi. Đổi tên cái DB 48 này nè, không ở trên, đổi tên ngay chỗ đó luôn. Đúng rồi, ghi là TMAB. TMAB 2020. Rồi enter. Rồi open luôn, mở cái file này luôn. Đây, dừng ở đây nha. Ấy là sẽ gửi cho lại cái video này em để em xem lại, nhưng mà căn bản là cái cách thức á là em hình dung không, có nghĩa là muốn mở cái dữ liệu của cái công ty, những cái dữ liệu ví dụ như mầm non .gdb ấy, là cái file này là file chuyên của phần mềm kế toán, cho nên là không kích vô xem được, mà mình phải mở phần mềm kế toán xong rồi chọn cái dữ liệu mà mình muốn mở, hình dung không? Rồi bấm lưu. Cái này là mình đang chọn
đường dẫn cơ sở dữ liệu này, tức là mình đang chọn file cơ sở dữ liệu để mình chuẩn bị mở nó ra để mình nhập dữ liệu vào cái phần mềm đấy, để mình nhập vào cái dữ liệu đấy. Tất cả cái đơn vị mình làm, ví dụ như mình làm công ty TMAB 2020, mình nhập vô cái TMAB 2020. Rồi ví dụ như mai mốt mình làm cái công ty làm mầm non, hồ sơ hóa đơn chứng từ của mình đấy, là hóa đơn chứng từ mình công ty mầm non, mình lập mầm non ra mình, thì mình phải chọn cơ sở dữ liệu là mầm non để mình mở ra rồi mình nhập vào, đúng không? Dạ. Thầy muốn hướng dẫn hơn xong một xíu nữa em làm lại từ đầu thầy xem thử ạ. Rồi ok, lưu anh, lưu anh. Đúng. Rồi đăng nhập. Rồi ngay đây á, là nó đến cái bước là mình khởi tạo cơ sở dữ liệu. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ khai báo cái tên công ty mình là gì. Rồi mình đang là cơ sở dữ liệu, mình đặt tên là TMAB, có nghĩa mình vô bắt đầu mình làm cho công ty TMAB. Rồi bấm đóng đi. Đấy, bây giờ đây này. Rồi bây giờ cái đoạn này là đoạn chậm chút đi, đóng đi. Bây giờ thoát đi, thoát ra ngoài luôn, bắt đầu làm từ đầu lúc nãy. Tắt luôn là thoát khỏi phần mềm luôn. Rồi bây giờ nghe là việc của mình đấy, mở deep pc kia này, vô máy computer kìa, vô máy tính nha. Đấy, đúng rồi. Rồi vô cái toán nhiều công ty kìa. Rồi mình đứng vô TMAB này. Bây giờ mình muốn mở cơ sở dữ liệu TMAB thì thông thường mọi người hay kích vào đây, em kích thôi, thấy chưa? Thì nó hỏi là bây giờ là mở trên cái dữ liệu phần mềm nào, mở trên nó mở không được, nó không phải như Excel. Em hình dung ý này không? Tức là cái cách này bị sai. Em nhận nhắc lại vấn đề là cách này bị sai thôi. Thoát ra ngoài anh. Rồi đóng luôn. Quay lại vấn đề là vô chỗ 1A. Đây là phần mềm mình làm để mình sử dụng cái phần mềm này để mình, nó giúp cho mình là mình ghi chép hạch toán sổ sách đây của cái toán cho công ty đó. Nhớ không? Thích đi. Rồi giờ em làm lại thử nhớ không? Chọn file cơ sở dữ liệu kìa. Dưới. Đấy, rồi chọn 3 chấm. Rồi bây giờ em muốn làm công ty nào? Ví dụ em làm công ty TMAB thì chọn vô TMAB. Nếu mà làm Masa thì chọn Masa. Nếu chọn mầm non thì mình bắt đầu cơ sở dữ liệu mình làm cho công ty mầm non. Nếu mình làm cho công ty kiến tạo thì mình chọn vô là kiến tạo. Đồng ý không? Rồi mình làm TMAB thì chọn TMAB. Rồi chọn kiến tạo, tất nhiên kiến tạo, thấy chưa? Rồi luôn, rồi đăng nhập, rồi cái mấy cái này nó cũng là mới hết, mình chưa có tạo cái sở dữ liệu gì hết, mình nhập vô bây giờ. Bây giờ giả sử như là mình ghi tên, ví dụ như vô bây giờ là tên công ty của em tên gì, ví dụ như em đặt tên cho công ty em ấy, cũng không cần phải đặt tên chính xác tên công ty em đâu, em có thể là làm nháp, còn không mình làm luôn. Mình làm luôn cho cái công ty TMAB em, có ra ngoài anh. Có luôn, đóng anh. Đóng anh. Có. Rồi đóng luôn. Dạ thầy, thì em hỏi. Như hồi nãy Vương mình tạo một cái công ty khác là mình vô chỗ nào quên thầy? Rồi vô Deep PC đi. Deep PC. Deep PC. Như đó là bạn của. Rồi. Rồi. Bây giờ vô cơ sở dữ liệu phần mềm trắng cái này. Thấy chưa? Rồi kích phải vô. Kích phải luôn, phải vô luôn. Rồi copy. Rồi quay ra. Quay vô e. Rồi vô cái toán nhiều công ty kìa. Thấy chưa? Rồi dán vô. Rồi đổi tên. Rồi ghi tên công ty, tên gì đó, ví dụ tùy, không nhất thiết. Tên mà mình chuẩn bị làm ghi tên gì, rồi mình năm mình làm cái gì như công ty là năm mình làm, từ từ đừng ghi có dấu.
đừng nghi có dấu. Không có dấu hả thầy? Không có dấu, không nên có dấu. Bắt câu một tiếng rồi. Rồi. Rồi, có thể là năm 2021 đúng không? Enter. Nhưng mà chỗ này lưu ý này, đấy là cái này là nói hướng dẫn đến đây là ổn rồi đúng không? Giờ nói về cách quản trị á, có thể là mình đặt cái folder luôn, đặt cái folder rồi. New folder, ngay giờ đây, chắc phải new folder. New folder. Ok, rồi, công ty Fowler, ghi luôn. Công ty Fowler 2021. Cờ ti thôi, cờ ti. Cờ ti. Fowler 2021. Rồi enter. Rồi đưa cái dữ liệu công ty Fowler bỏ vào trong đó. Rồi thả nè. Rồi tiếp folder nữa, công ty TMAB. Giờ nghe có nghĩa là toàn bộ tất thành tập mọi thứ cái gì đó, không phải chỉ là cái đấy không, mà ví dụ hình ảnh gì đó, file gì đó, hay là văn bản gì đó, đơn gì đó, cái gì của TMAB mình bỏ vô trong cái folder này, hiểu không? Cái này nó tuy là đơn giản vậy thôi, chứ mà mọi người hay bị lầm lỡ rồi cái quên rồi không quan tâm, xem nhẹ cái việc này là rất nguy hiểm, không? Đấy. Rồi bây giờ là mình cứ làm công ty nào thì mình lấy cơ sở cái lấy folder chứng từ tất thành tập mọi thứ của công ty đó ra mình làm. Đây là đang hướng dẫn trên tinh thần là em đi làm cho công ty nào đó nha. Ổn không? Rồi. Rồi thôi vậy đi. Bữa nay làm việc chút vậy thôi không? Rồi xong đó là cần hướng dẫn gì thêm không? Còn xem video chưa? Xem video rồi xong đó là mình sẽ cùng nhau làm việc tiếp. Là đây rồi giờ. Bây giờ rồi xong đóng đi. Đóng đi giờ vô. Em có tập tài liệu đấy không? Rồi mở 1A lên. Gì vậy ta? Yes. Rồi đóng cái phím. Rồi chọn hai cơ sở dữ liệu. Giờ bây giờ bắt đầu mình làm công ty gì? Vô TMAB luôn. Rồi chọn TMAB. Chưa mà. Rồi, thích chưa? Đấy, đó. Rồi, lưu. Đăng nhập. Rồi, đóng. Rồi bây giờ tạo cái sở dữ liệu này. Hỏi tên công ty là gì? Ghi vô. Điền đầy đủ thông tin vô luôn hả thầy? Đúng rồi. Xin chào mọi người. Một ngày em đang sang như vậy.
hay là mình tên công ty của mình mà tên công ty mình làm mà cho em sao vậy? Cái tên này có phải tên công ty mình làm không? Rồi em bị nhầm. Sao chuẩn em không đánh tiếng Việt được thầy? Tiếng Việt cái tiếng Việt không giấu ơi, chút nữa sửa sao? Giờ đang ngôn làm cái đấy. Rồi thầy. Rồi sao nữa thầy? Rồi tiếp theo để vô mấy cái đơn vị thanh toán ra. Giờ mình bấm vô như thế. Ý là bấm tiếp đó, thông tin đó là mình nhập cho nó đầy đủ hết vô, không? Còn ví dụ kế toán trưởng là ai thì ghi vô, rồi thủ quỹ là ai có thể là ghi vô, rồi đơn vị hạch toán của mình là gì ghi vô. Để là mấy cái thông tin này mình điền vô đủ nó mới chịu hả thầy? Không có, không đủ cũng được, nhưng mà nên đầy đủ từ lúc đầu, còn nếu mà không có là thôi đó. Còn đấy chọn vô, bấm nút chọn. Rồi tiếp theo thì cái này mấy này khai báo đơn giản thôi mà, rồi bấm tiếp theo. Mấy cái này nó có sẵn hết rồi đó. Rồi bây giờ ngay chỗ này nè, quan trọng nè, bây giờ em làm năm nào? 2020. Chọn năm 2020. Rồi chấp nhận. Rồi đó là xong cái bước đầu tiên, đó là khai báo cơ sở dữ liệu. Vậy là ví dụ cứ một năm là mình không khai báo một lần thôi? Không, đâu có đâu. Đầu tiên khi bước vào sử dụng mình làm lần rồi chứ. Cái này cứ vậy, ví dụ như em làm hết 20 thì nó qua tiếp 21, cứ vậy nó liên tục theo chứ. Khi mình tạo một cơ sở dữ liệu mới, một cái file server mới, một cái cơ sở dữ liệu mới với một công ty mới thì mình mới làm vậy thôi, mình mới khai báo, còn khai báo lần thôi. Đó. Rồi, đây bắt đầu nó vô nè, rồi việc của mình là cầm hóa đơn chứng từ lên. Tức là giờ mình sẽ, việc đầu tiên là mình sẽ nhập số dư đầu kỳ. Nhập số dư đầu kỳ. Không. Rồi, chung nghiệp vụ, nghiệp vụ lên nha, lên, lên. Rồi số dư đầu kỳ các tài khoản nha. Rồi đây, bây giờ em nhập vô, lấy cái bảng cân đối tài khoản của cái năm trước ấy, mình nhập vô. Bữa giờ xem video hướng dẫn sơ bộ chưa đúng không? Chưa thầy. Xem sơ vô nó có mà. Em có cái đường link 26 cái video chưa? Hồi bữa thầy gửi cho em qua Zalo nhưng mà đã bị mất rồi thầy. Để cho gửi lại cho. Dạ. Là em xem sơ đấy rồi vô hướng dẫn nó sẽ nhanh hơn. Dạ. Thầy gửi lại giùm em nha. Đó thầy.
Giờ gửi đi này. Vậy chừng nào mình học lại được này? Thì hỏi em anh cho. Em nay trốn dịch rồi nhé em à, ngày nào cũng rảnh mà. Thì buổi đầu giờ chiều em có rảnh không? Thì khoảng tầm 1 giờ đấy. Như lịch 10 giờ đó. 2 giờ rồi thầy. 2 giờ, có 1 rưỡi rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ em lấy nè, cho tôi hướng dẫn thêm chút rồi em làm, rồi em xem thêm cái video. Để rồi sau là chuẩn bị khoảng tầm cỡ 5 phút nữa là chúng ta chia tay nha. Dạ. Bây giờ em mở bảng cân đối tài khoản năm 2019 ấy. Ý là mở trong cái tập tài liệu á thầy. À đúng rồi, tập tài liệu á. Rồi em thấy đó thầy. Rồi em thấy là số tiền là tiền mặt ấy. 1111 là bao nhiêu tiền? Thấy không? Tiền mặt, tiền mặt. Tiền mặt không? Tiền mặt không? Bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối tài khoản. Bảng cân đối số phát sinh đấy. Em đang coi bảng Rồi, em thấy rồi thầy. Đó. Em thấy tiền mặt chưa? Rồi thấy rồi thầy. Rồi gõ bao nhiêu tiền mặt đang gõ vô. Số đầu kỳ hay là số cuối kỳ, lấy số nào? Dạ, lấy số dư cuối kỳ. Ok, lấy số dư cuối kỳ gửi vô. 4 số ấy. Số dư cuối kỳ là 1. À, 1, tức là tổng số tiền rồi lấy hết vô rồi bỏ vô con số tài khoản, số hiệu tài khoản mà 4 chữ số này. Số 4 số 1 này, 4 số 1, 4 số 1 kìa tiền mặt kìa. Cái này. Đấy, đúng rồi, dòng đấy, vô cái ô nào, ô bên nợ, ô bên có. Dạ em gọi thôi. Em gọi vô. Rồi tiếp tục tiền gửi ngân hàng. Enter đây. À, tiền gửi ngân hàng là tiền Việt Nam ấy, tiền Việt Nam ở dưới đó. dưới đó. Rồi tiền gửi bao nhiêu gửi vô thì đấy, tương tự những cái khác tương tự, có cái này tiếp vô cái chỗ mà phải thu khách hàng cái này, cái tiền gửi chút nữa em nhập đây, phải thu khách hàng 1311 ấy đấy. Rồi tiếp vô cái ô bên nợ 1311 ấy. Rồi ghi vô. Rồi số dư nợ 1311 là bao nhiêu? Trong đây nó có một lớn luôn thầy, 131. À thì nó, lấy nó. Trong đây nó có cục nợ và cục có này. Thì em cứ view hết bên nợ rồi, tôi chưa nói cho mình có mà. Hết bên nợ rồi ghi tiếp bên có nữa. Gọi vô. Rồi, enter qua bên có. Bên có, ở dưới. Khi mình nhập ấy, mình nhớ lưu ý là nhập cái chỗ tài khoản con ấy, tài khoản 4 chữ số ấy. Đúng không? Để cái mẹ nó tự theo cái con. Rồi cái nào mà nó không có cái con thì mình cứ mới nhập cái mẹ. Yeah. Rồi đấy, tương tự như vậy. Lan lên cái nó màu đỏ nha, kích vô cái màu đỏ, kích vô cái 1311 ấy, kích vô. 1311. Số hiệu tài khoản 1311. Đấy đúng rồi.
Em nhìn thấy nó màu đỏ có nghĩa là nó đỏ là nó có gì đó nó bất ổn đúng không? Mình dùng thường màu đỏ là như vậy. Và khi nhập á mà nó có màu đỏ là nó sai. Thì cái chỗ trên kia nó có chỗ chi tiết này, em nhìn thấy một chỗ cái nút chi tiết phía trên kia này. Nó hiện lên màu lên ha. Rồi, thấy chưa? Có nghĩa là em biết là cái liên quan đến khách hàng là mình sẽ chi tiết đối tượng đúng không? Thôi bây giờ cái đoạn này nói sau anh đóng đi. Ý ở đây là có nghĩa là cái nào đỏ đỏ là nó còn sai, chưa hoàn hảo đúng không? Nhưng mà như vậy là được rồi. Và việc của em là việc của em bây giờ là em nhập cho hết tất cả mọi số vô trong cái này, lấy từ cái dữ liệu mà cuối 2019 nhập vô này đầu 2020 là ok. Đó là bài tập đầu tiên, bước đầu tiên không? Nhập hết đi. Có cái gì thắc mắc không? Nhập hết vậy, ví dụ từ ở trong đây nên nhập, mình nhập từ cái cột tiền mặt cứ thứ tự từng cột ra mình nhập hết luôn hả thầy? Ừ đúng rồi, có số gì là nhập số đấy, tiền mặt, tiền gửi, phải thu khách hàng, phải thu khác, rồi hàng hóa, rồi công nợ phải trả, rồi thuế giá trị tăng, có số hiệu gì, có bao nhiêu số là ghi vô hết. Mình nhập hết cái bên đây qua cái cột bên đây luôn. Thì có số là mình nhập đúng không thầy? Có số là nhập, có số dư cuối kỳ vậy, có số dư cuối kỳ là mình nhập. Ví dụ như số dư của tài khoản 411 hay là 331 hay nó có số dư bình có, rồi các cái nó có số dư bình có, số dư bình nợ thì mình nhập cả hai. Dạ. Là cuối cùng là gì? Cuối cùng là em bơ hết cái toàn bộ số dư cuối kỳ bình nợ bình có của cái cuối 2019, nó sẽ in vô cho là số dư đầu kỳ của 2020, vậy là sao? Nhưng mà lưu ý là đó là mới bước đầu thôi, còn bước thứ hai là phải xử lý cho nó hết đỏ, tức là nó phải đem qua hoàn hảo cả những cái chi tiết hàng tồn kho là có những cái mặt hàng gì, rồi công nợ là còn phải trả cho ai, phải thu của ai, là phải đưa qua hết, hiểu không? Ý đồ là như vậy, mục tiêu mới là như vậy. Bây giờ thì em cái đầu tiên bước thứ nhất đó, là chỉ nhập số tổng thôi, lấy cái số qua thôi, còn chi tiết là mình